Quang Vinh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã luôn đồng hành cùng với IBC TV. Trở lại phần tin tức chi tiết tiếp theo, tàu hỏa chật bánh ở tiểu bang Washington đổ 5.000 gallon dầu diesel. Các đội khẩn cấp đang ứng phó với việc tràn dầu diesel vào hôm thứ Năm sau khi một đoàn tàu chở hàng bị chật bánh gần Anacortes, Washington. Theo một tweet của Bộ Sinh thái tiểu bang Washington, đoàn tàu đã bị chật bánh ở quận hạt Skagit vào khoảng nửa đêm, làm đổ khoảng 5.000 gallon, gần 19.000 lít dầu diesel. Trong một tuyên bố, thì Bộ Sinh thái tiểu bang Washington cho biết là sự tràn dầu xảy ra trên một bờ đê và phần lớn dầu diesel đã bị rò rỉ trên bờ đất mà không có dấu hiệu tác động đến nước hoặc động vật hoang dã. Truyền thông địa phương đưa tin rằng vụ chật bánh liên quan đến một đoàn tàu BNSF, cả động cơ và một toa của nó đều rời khỏi đường ray. Nguyên nhân của sự việc đang được điều tra và không có thương tích ngay lập tức được báo cáo. Vụ chật bánh xảy ra vài giờ sau khi một chuyến tàu BNSF khác bị chật bánh ở phía tây Arizona và hơn một tháng rưỡi sau khi một chuyến tàu chở hàng Norfolk Southern bị chật bánh ở East Palestine, Ohio, khiến cho các toa chở vinyl chloride độc hại và các hóa chất nguy hiểm khác tràn ra và bốc cháy. Tòa Bạch Ốc cho biết vấn đề với Credit Suisse không liên quan đến môi trường kinh tế hiện tại. Theo tin từ Tòa Bạch Ốc cho biết vào ngày thứ Năm 16 tháng 3, nói rằng cuộc khủng hoảng Credit Suisse không liên quan gì đến môi trường kinh tế hiện tại. Đây là một vấn đề khác biệt, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc Catherine Jean-Pierre đã nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo. Credit Suisse đã tìm cách khôi phục niềm tin của nhà đầu tư vào thứ Năm bằng cách vay tới 54 tỷ Mỹ Kim từ Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ sau khi cổ phiếu của ngân hàng này sụt giảm làm gia tăng quan ngại về một cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu do sự sụp đổ của hai công ty cho vay cỡ trung của Hoa Kỳ. Các cổ đông Hoa Kỳ của tập đoàn Credit Suisse đã kiện ngân hàng Thụy Sĩ vào hôm thứ Năm, cho rằng ngân hàng này đã lừa gạt họ bằng cách che giấu các vấn đề tài chính của mình. Vụ kiện tập thể được đề xuất cáo buộc Credit Suisse lừa dối với các nhà đầu tư bằng cách không tiết lộ rằng họ đang phải chịu dòng tiền chảy ra của khách hàng đáng kể và nói rằng họ có những điểm yếu đáng kể trong kiểm soát nội bộ đối với các báo cáo tài chính. Người Úc lướt sóng phá kỷ lục thế giới về buổi lướt sóng dài nhất hơn 40 giờ. Cựu vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp người Úc Blake Johnston đã được khiêng trên đầu của một đám đông đang cổ vũ trên một bãi biển ở Sydney vào hôm thứ Sáu sau khi lướt ván trong hơn 40 giờ. Johnston lần đầu tiên phá kỷ lục lướt sóng dài nhất thế giới vào đầu ngày thứ Sáu, vượt qua mốc trước đó do Josh Eslin, người Nam Phi nắm giữ là 30 giờ 11 phút. Ông đã bắt đầu vào hôm thứ Năm lúc 1 giờ sáng giờ địa phương. Ông đã quay trở lại mặt nước và lướt sóng cho đến khi tối thứ Sáu kéo dài kỷ lục mới của mình lên hơn 40 giờ trên mặt nước. Hàng trăm người và gia đình của Johnston đã có mặt tại biển bãi cát của bãi biển Cronulla ở phía nam Sydney để chào đón khi ông rời đại dương. Đèn spotlights được sử dụng vào ban đêm để giúp hướng dẫn Johnston lướt sóng và các nhân viên y tế theo dõi sức khỏe của ông ấy trên bãi biển. Ông Johnston đã lập kỷ lục thế giới về việc quyên góp tiền cho các sáng kiến về sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên với sự cộng tác của quỹ Chumpy Pullin. SpaceX muốn bán dịch vụ Internet vệ tinh cho Việt Nam. Hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk sẽ tham gia một đoàn các đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội bán dịch vụ Internet vệ tinh cho Hà Nội. Reuters vào hôm ngày 17 tháng 1 cho biết khoảng trên 50 đại diện doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ đến thăm Việt Nam trong đoàn do Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN tổ chức. Các doanh nghiệp trong đoàn bao gồm các lĩnh vực về quốc phòng, dược phẩm, công nghệ. Chuyến đi diễn ra vào khi có những quan tâm ngày một gia tăng đối với thị trường 100 triệu dân ở châu Á, nhất là khi các hãng đang tìm cách dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các quốc gia khác khi quan hệ thương mại Hoa Kỳ và Trung Quốc đang căng thẳng. Reuters đã trích lời ông Vũ Tú Thành, đại diện tại Việt Nam của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN cho biết đây là đoàn đến thăm Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay. Theo Reuters, hãng Netflix đang có dự định mở văn phòng đại diện tại Việt Nam. Các hãng sản xuất máy bay lớn của Hoa Kỳ như Boeing, Lockheed Martin, Bell cũng sẽ có các cuộc gặp với các công ty mua thiết bị quốc phòng của Việt Nam. Vào hồi tháng 12 năm ngoái, nhưng một triển lãm thiết bị quốc phòng tại Việt Nam, các hãng này đã có thảo luận với chính phủ Việt Nam về việc bán các máy bay trực thăng và không người lái. Phần đông các hãng tham gia chuyến thăm này đã có hoạt động kinh doanh ở Việt Nam như Apple, Coca-Cola, PepsiCo. Ngoài ra, ông Thành cũng cho biết là một số hãng muốn vào để tìm hiểu tình hình chính trị Việt Nam sau những xáo trộn trong hàng ngũ lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa qua. Các đại diện hãng sẽ có cuộc gặp với các lãnh đạo cấp cao, bao gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính. Hãng SpaceX tham gia đoàn lần này cũng tìm kiếm cơ hội bán dịch vụ Internet vệ tinh cho Việt Nam. SpaceX hiện chưa đưa ra lời bình luận nào.
Tin tức từ Việt Nam, thành phố Sài Gòn bãi bỏ quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Thành phố Sài Gòn từ ngày 25 tháng 3 tới đây sẽ không còn quy chế người phát ngôn viên và cung cấp thông tin cho báo chí theo một quyết định được ban hành cách đây 10 năm. Truyền thông nhà nước loan tin này vào ngày 17 tháng 3 dẫn quyết định do Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn ký ngày 15 tháng 3 về việc bãi bỏ như vừa nêu. Tin không cho biết là lý do bãi bỏ và sẽ có thay đổi thế nào cho quyết định bãi bỏ đối với quy chế người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí như vừa nêu hay không. Quyết định 32 ngày 28 tháng 3 năm 2013 quy định thủ trưởng và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí hàng tháng, đồng thời cập nhật thông tin về hoạt động của các cơ quan mình trên cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan mình. Tổ chức họp báo ít nhất là 3 tháng một lần để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố định kỳ mỗi tháng chủ tọa phối hợp với thủ trưởng của các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời đăng tải trên trang tin điện tử của Ủy ban Nhân dân thành phố. Việt Nam liên tục bị các tổ chức theo dõi quyền tự do trên thế giới xếp vào nhóm các nước không có tự do ngôn luận thực sự. Tất cả mọi cơ quan truyền thông đều dưới sự kiểm soát của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây được cho là tổng biên tập duy nhất cho toàn hệ thống truyền thông báo chí ở Việt Nam hiện nay. Cặp đôi chọn nơi tận cùng thế giới để chụp ảnh cưới. Một buổi chụp ảnh cưới ở nơi tận cùng thế giới đã lan truyền chóng mặt sau khi một đoạn băng hình ghi lại cảnh cặp đôi chụp ảnh ở Patagonia của Chile được chia sẻ trên mạng xã hội. Cặp đôi muốn ẩn danh đã quyết định chọn điểm đến tận cùng thế giới vì niềm đam mê đi bộ đường dài của họ. Nhiếp ảnh gia Andre Enger, người đã chụp ảnh cặp đôi tại công viên quốc gia Torres del Paine vào ngày 4 tháng 3, nói với Reuters rằng cô quyết định tập trung sự nghiệp của mình vào những một hôn lễ đậm tính phiêu lưu, nơi cô hướng dẫn các cặp đôi thực hiện các chuyến du ngoạn ngoài trời để trao lời thề ước ở những địa điểm độc đáo và ngoạn mục. Enger được chứng nhận là một nhiếp ảnh gia không để lại dấu vết bởi trung tâm No Trace Center for Outdoor Ethics, một tổ chức chống lại thiệt hại sinh thái do hoạt động tổ chức ở vùng hoang dã gây ra. Thuật ngữ tận cùng thế giới dùng để chỉ Chile là quốc gia cực nam trên trái đất và Patagonia là vùng cực nam của Chile. Kính thưa quý vị, sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết. Về Little Sài Gòn, tối thứ 6 nhiều mây, nhiệt độ thấp là 48 độ F, gió nhẹ, độ ẩm 84%. Qua thứ 7 thì nắng và mây đan xen, nhiệt độ ban ngày cao khoảng 70 độ F, gió hướng nam ở tốc độ 5-10 dặm một giờ. Tối thứ 7 thì trời nhiều mây, nhiệt độ xuống thấp 52 độ F, gió nhẹ và thay đổi hướng. Chủ nhật ban ngày nhiều mây, nhiệt độ cao 66, chiều tối trời có nhiều mây, đêm có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp 54 độ F. Tại San Jose, California, sang thứ 6, đêm đến bầu trời nhiều mây sớm, nhiệt độ thấp 47 độ F, gió bắc đông bắc ở tốc độ 5-10 dặm một giờ. Thứ 7, bầu trời nhiều mây vào buổi sáng sẽ trở nên u ám vào buổi chiều, nhiệt độ ban ngày cao 71 độ F, gió nam đông nam ở tốc độ 5-10 dặm một giờ. Tối thứ 7, trời nhiều mây, mưa rào, thỉnh thoảng sau đó và ban đêm. Nhiệt độ thấp 52 độ F, gió hướng nam ở tốc độ 5-10 dặm một giờ. Chủ nhật mưa rào vào buổi sáng và có thể kéo dài đến tối. Nhiệt độ ban ngày cao khoảng 60 độ F, ban đêm là 53 độ F. Washington DC, tối thứ 6 có nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa rào. Nhiệt độ thấp khoảng 40 độ F, gió hướng tây ở tốc độ là 10-15 dặm một giờ. Thứ 7 ban ngày có mây rải rác, nhiệt độ cao khoảng 55 độ F. Gió tây tây bắc ở tốc độ là 10-20 dặm một giờ. Đêm đến thì bầu trời nhiều mây, nhiệt độ xuống thấp 28 độ F. Gió tây tây bắc ở tốc độ là 10-20 dặm một giờ và sáng chủ nhật thì bầu trời nắng ấm, nhiệt độ cao gần 45 độ F. Rồi đến tối thì trời ít mây, nhiệt độ thấp 27 độ F. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức buổi tối ngày hôm nay cùng với đài truyền hình IBC TV do ban tin tức xứ ngôn viên Trang Lương và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Vâng, và xin gửi lời cảm ơn tới nhà bảo trợ BNT Insurance. BNT Insurance là một đại lý bảo hiểm cung cấp tất cả những hình thức bảo hiểm về xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại và bảo hiểm sức khỏe. BNT Insurance là một đội ngũ tận tâm, uy tín và chuyên nghiệp, cam kết sẽ mang lại cho quý vị những giá trị và lợi ích tốt nhất về bảo hiểm. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, BNT Insurance đại diện hơn 50 hãng bảo hiểm lớn và uy tín Nationwide, Amtrak, USOI, Progressive, SEPCO, Farmers, Traveler và cung cấp bảo hiểm cho các tiểu bang California, Texas, Nevada, Florida và Maryland. BNT
Nation có 3 trụ sở chính tại Bosa Avenue, Westminster, California, số phone là 714-531-3100. Trụ sở thứ hai tại Gavi Avenue, Rosemead, California, số phone là 626-999-5865. Và trụ sở thứ ba tại Valley Boulevard, San Gabriel, California, số phone là 626-570-0342. Hiện tại B&T Nation đang có những chương trình giảm giá rất đặc biệt cho tất cả các chương trình xe, nhà, cơ sở thương mại, nhân thọ và Workers.com. Những quý vị là chủ business có thể đến với B&T Nation và hưởng tới 50% discount trong phần Workers.com, và chúng tôi cũng có 35% bonus cho tất cả những retirement account, IRA, 401k rollover, annuity. Quý vị nào bỏ vô tiền vô quỹ về hưu của mình 100.000 sẽ có ngay 135.000 trong tài khoản, 10.000 thì sẽ là 13.500 trong tài khoản và được guarantee từ các hãng bảo hiểm không bị mất tiền. Quý vị nào muốn biết thêm chi tiết xin hãy đừng ngần ngại gọi ngay cho B&T Insurance để được save tiền trong tất cả các hình thức bảo hiểm trong đời sống của mình. Vũ Quang Minh và Trang Lương xin cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình và xin quý vị hãy tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình đặc sắc khác của IBC TV.